Hello hello, rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một cặp nhà song sinh thuộc mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán mở văn phòng công ty. Mình có thể mua về ở mở văn phòng công ty, bán cà phê, bán nước ngọt. Vị trí rất là đẹp nha. Mặt tiền căn nhà này. Ở đây đang có hai căn song sinh. Mỗi căn có mỗi mặt tiền khác nhau. Mặt tiền mái thái hình chữ A nhé. Một bên là cột tròn, một bên là cột vuông. Nhà này có diện tích là ngang 4, sâu 18, có hướng nam, mát mẻ nhé. Căn nhà này có con đường phía trước rộng khoảng 8 đến 9 mét thông. Vị trí kinh doanh buôn bán ở đây. Ở đây là ngay quán cà phê nhé. Vị trí ngay quán cà phê này. Đây thuộc trục đường kinh doanh buôn bán. Nằm gần với vòng xoay An Phú. Gần với ngã tư Miếu Ông Cù. Ở đây đang xây dựng rất là nhiều. Công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Nhà mới hoàn thiện xong. Bây giờ em sẽ di chuyển vào review kỹ trong nhà cho quý vị mình xem nhé. Quý vị xem kỹ video để bớt thời gian phải đi kiếm nhà nhiều. Cửa chính đây được chủ nhà làm hai lớp cửa này. Ở ngoài mình có một lớp cửa nhôm Sinfa kết hợp với kính cường lực. Phía trong mình có thêm một lớp cửa cuốn đức. Mặt tiền được chủ nhà ốp đá lên trên luôn nhé. Vị trí rất là đẹp. Di chuyển vào trong phòng khách này. Phòng khách rất là dài, mình có thể chạy xe hơi vào trong đây được luôn nhé. Ngang 4 sâu 18, thổ cư 100%. Nhà số hồng riêng. Căn nhà này được chủ nhà đúc một trệt, hai lầu, đúc 3 tấm kiên cố. Không gian phòng khách này có hai đèn chùm kết hợp với quạt trần thoáng mát ở phòng khách nhà mình. Hai bên này được chủ nhà trang trí các mảng tranh rất là đẹp nha. Sàn này được chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá ở đây. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà rất là đẹp. Vị trí ở đây có kệ rượu, mảng tranh. Cầu thang rất là đẹp nhé. Cầu thang được chủ nhà làm gỗ gò đỏ kết hợp với kính cường lực. Phía trong đây mình có không gian phòng bếp này. Phòng bếp rất là rộng nha. Bếp được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực sơn màu vàng. Phía trên là hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở trên đây. Không gian dưới gầm cầu thang này rất là rộng. Mình có thể kê tủ lạnh hai cánh thoải mái này. Ngoài đây mình kê một bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế ở đây nha. Di chuyển phía cuối, mình có lối thoát hiểm 1 mét cộng với phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Phía cuối căn nhà có phòng vệ sinh này. Ở đây có chậu rửa mặt xinh xắn này. Đây có chậu rửa mặt rất là đẹp nha. Phía cuối mình đã được chủ nhà hàn bao đầy đủ hết lối thoát hiểm này rồi. Mình sử dụng luôn nha. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa này. Bây giờ cùng em lên trên tham quan phòng ngủ cũng như phòng thờ cũng như sân thượng trên cùng. Căn nhà này chủ nhà đúc kiên cố 3 tấm luôn nha.
quý vị có thể lên trên trồng rau nuôi gà trên được luôn nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị xem tham khảo nhé. Cầu thang được chủ nhà làm rất là chắc chắn này, kính cường lực một phân. Ở đây mình có phòng ngủ đầu tiên này, phòng ngủ rất là rộng nha, có cửa sổ phía sau. Bên đây phòng ngủ thứ hai có hai phòng vệ sinh. Nội thất của các phòng vệ sinh rất là ok nhé. Vòi tắm đứng sen thuyền, bàn cầu đúc, chậu rửa mặt cũng như là cửa nhôm sifa. Phòng bên đây mình có bồn tắm nằm này. Phòng ngủ này, phòng ngủ phía trước đã được chủ nhà gắn rèm đầy đủ hết rồi. Phía trước có ban công nhé. Một xíu nữa mình sẽ lên trên ban công quay toàn cảnh cho quý vị mình xem. Ở đây có dàn tủ áo 4 cánh được chủ nhà làm âm tường đây này. Bây giờ mình lên trên cùng để xem phòng ngủ, phòng thờ, phòng giặt ở trên. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày. Nhà ngang 4, sâu 18, hướng Nam. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu là 3 tỷ 650 triệu đồng. Vẫn còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Lên lầu trên cùng này. Trên cùng đây mình có thêm phòng vệ sinh thứ tư rộng rãi đây nhé. Phòng vệ sinh được chủ nhà ốp gạch lên tới nóc luôn rồi. Ở đây có thang để mình trèo lên trên sân thượng trên cùng nha. Đây được chủ nhà hàn bao đầy đủ hết rồi. Khoảng trống cầu thang mình có thêm giếng trời ở đây này. Bên đây là phòng ngủ tiếp theo nhé. Phòng ngủ rộng rãi, tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét âm tường hết. Phòng ngủ nào cũng có cửa sổ cũng như cửa lùa bên hông. Phía trước là phòng thờ rộng rãi nhé. Đây là phòng thờ này, phòng thờ rất là rộng nhé, mình có thể làm phòng ngủ được luôn. Đây là ban công trước này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 4, sâu 18, hướng chính Nam. Nhà này được chủ nhà đúc 3 tấm, đúc 1 trệt 2 lầu, gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có ban công trước. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 3 tỷ 600 triệu đồng. Giá vẫn còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Quý anh chị có nhu cầu đi xem nhà, hãy alo cho em, hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà rất là đẹp. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video, mình xin kết thúc video tại đây.